sau này mình lên cái ngày đó à, ví dụ bây giờ tới 54 đúng không, sau này mình cấp lên bán được 10 năm này những ngày đó không phải tới ngày nào rồi sao đấy không ba cái mô một là túi sóc chung đồ, ba lô hai là túi ba lô thôi. Sao được cay trong? Mười mấy? Đẹp trai tổng lên là đẹp trai. Đẹp trai rồi, đúng chưa? Má xinh đi đó. Xưa nó tài tử như đồng coi như là bi ren vậy đó. Đào hoa mà. Đúng chưa? Có tháng là mình gia hạn của hành lên thứ chị. Gia hạn của hành lên. Nhưng mà từ cái tiền 490.000 tặng cho giá máy đồ. Còn mình muốn gia hạn lên của hành 1 năm thì cái cộng thêm 490.000. Máy này bảo trì cho mình miễn phí trong năm đầu tiên rồi, không phải lo. Bộ xe nó sống lạ. Rồi mình có bớt đâu? Thì giảm được cái điểm là sinh viên đó. Yên tâm về sinh viên là được cái loại. Lớp 8 học sinh viên đâu học sinh sinh viên không lớp 8 không phải